Sở hữu mái tóc mềm mượt bồng bềnh là niềm mong ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của môi trường, sử dụng hóa chất, tác động nhiệt để tạo kiểu vân vân, khiến mái tóc ngày càng trở nên hư tổn và gãy rụng. Chính vì vậy, chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách dưỡng tóc mềm mượt từ tự nhiên, hiệu quả, an toàn và ít tốn kém để anh chị và các bạn tham khảo thêm nhé. Và anh chị và các bạn cũng có thể áp dụng ngay tại nhà, rất là đơn giản. Nếu mái tóc của bạn đang gặp phải các vấn đề về khô sơ, khó vào nếp thì các bạn có thể sử dụng sữa gạo kết hợp với mật ong để giúp mái tóc mềm mượt và lưu giữ được hương thơm nhẹ nhàng ở trên mái tóc. Cách thực hiện thì vô cùng đơn giản. Mọi người chỉ cần trộn đều mật ong với sữa gạo thành một hỗn hợp đồng nhất, sau đó thoa cái hỗn hợp lên trên tóc từ gốc đến nhọn và ủ trong vòng 15 phút. Sau cùng là chúng ta sẽ rửa gội đầu lại với lại nước sạch. Thứ hai là sử dụng bồ kết để gội đầu. Từ xa xưa, ông bà ta đã sử dụng bồ kết như là một loại thảo dược tốt để chăm sóc tóc. Nguyên nhân là trong trái bồ kết có nhiều dưỡng chất, có tác dụng chống siêu vi khuẩn. Ngoài ra, nó còn có chất saponin, có tác dụng là kích thích mọc tóc, trị gầu, trị ngứa da đầu một cách rất là hiệu quả. Và gội đầu bằng bồ kết còn giúp đen tóc, giúp tóc óng mượt, đồng thời giúp tóc phục hồi hiệu quả, an toàn và giúp tóc mọc nhanh hơn, dài hơn, đặc biệt là giúp chị nắm da đầu rất là tốt. Và cách thực hiện như sau, chúng ta sẽ nướng cả hai mặt quả bồ kết đến khi ngửi thấy mùi thơm và bồ kết ngả sang màu cánh gián. Sau đó chúng ta sẽ bẻ nhỏ quả bồ kết ra rồi đun sôi bồ kết trong 5 đến 10 phút. Nấu nước bồ kết xong thì để ấm ấm và dùng cái nước đó để gội đầu, tập trung động tác mờ xe nhẹ nhàng trên da đầu trong khoảng 10-15 phút. Sau đó chúng ta sẽ gội sạch lại da đầu một lần nữa. Thứ ba là chúng ta sẽ dưỡng tóc từ mặt nạ bơ. Bơ là một nguồn dưỡng chất tự nhiên giàu vitamin E, đạm và chất béo giúp phục hồi tóc hư tổn và tăng cường độ bóng mượt của tóc. Cách thực hiện như sau, chúng ta sẽ lấy một quả bơ chín, sau đó là đánh nhuyễn bơ ra. Sau đó là chúng ta sẽ đắp cái mặt nạ bơ đã được đánh nhuyễn đó lên trên tóc và ủ trong khoảng 20 phút. Sau đó chúng ta sẽ gội đầu lại và xả sạch lại với nước. Để có hiệu quả tốt nhất, chúng ta cần sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc từ tự nhiên đều đặn theo lịch trình thích hợp, có thể sử dụng 1 đến 2 lần mỗi tuần. Như vậy mình sẽ chia sẻ với chị và các bạn ba cách để dưỡng tóc từ tự nhiên rất là hiệu quả và dễ thực hiện ngay tại nhà. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này của mình hay và hữu ích, anh chị và các bạn có thể xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.